Các bạn thân mến, vừa qua có một người bạn cho mình một cái loa vi tính cũng nhỏ thôi các bạn. Cái loa vi tính này nó đã bị hư cái nguồn rồi nha các bạn. Nên người ta không sửa mà người ta cho mình luôn. Loa cũng nhỏ gọn lắm các bạn. Và mình nghĩ là công suất thì cũng nhỏ à các bạn, chứ không có lớn. Máy thì gồm hai loa các bạn, nhưng mà một bên thì là một cái loa không, còn một bên là chứa cái phần mạch điện nha các bạn. Đây là công tắc nè các bạn. Đây là volume, còn đây là nút chỉnh âm thanh cho chép bass ha các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái cục nguồn. Cục nguồn này là 5V 1A nha các bạn. Và mình gắn vào thử xem nó có hát được không nha các bạn. Cái loa bên đây nó chỉ là cái loa không thôi nha các bạn. Thành ra không có gì để sửa hết. Còn cái loa bên đây là nó chứa phần mạch điện để khuếch đại công suất âm thanh các bạn. Và cái nguồn nữa. Và bây giờ mình sẽ dùng cái mũi dao hay cái vật gì mỏng cho mình cậy cái miếng lưới này ra các bạn. Rồi mình sẽ vặn 4 con ốc ở đằng trước ra. Và đây là bên trong của lo này các bạn. Cái nguồn hư nó đã bỏ rồi các bạn nha. Còn đây là hai cái đầu dây của cái dây cắm điện các bạn. Cái lo này nó rớt ra tại vì nó khi mình đậy vào thì nó mới ép vào bên trong các bạn. Và đây là cái bo công suất của nó này các bạn. Còn có cái IC công suất. Đây là IC công suất này các bạn. Còn bên đây là cái công tắc điện. Và bây giờ mình sẽ gỡ cái cục nguồn này ra, mình lấy cái mạch thôi nha các bạn. Tại vì để y cái cục này thì nó bự lắm, nó ráp vô không được. Nên mình gỡ ra mình lấy cái mạch điện thôi. Đây mình đã gỡ ra rồi các bạn. Mình lấy một cái miếng mạch đây thì nó nhỏ gọn, mình ráp vô mới được nha các bạn. Đây là hai cái chấu cắm điện, nó sẽ cắm vào hai cái tiếp xúc này nè các bạn. Tí nữa mình sẽ lấy hai cái dây điện, mình sẽ hàn vào hai cái mặt tiếp xúc này nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt hai cái dây này, mình sẽ hàn vào hai cái dây điện vào 220 các bạn.
Và bây giờ mình cắm điện vào, mình đo thử coi nó được mấy volt nha các bạn. Rồi, đúng 5V luôn các bạn. Chút nữa làm xong mình sẽ dán cố định nó ở trong đây nha các bạn. Các bạn dùng keo các bạn dán cho nó cứng ở trong đây luôn. Hai cái cọng dây ra 5V nó cái dây nó bự lắm các bạn. Mình sẽ thay bằng hai cái cọng dây nhỏ hơn cho nó gọn, để mình ráp vào nó dễ hơn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn ở dưới mặt in luôn các bạn. Mình lấy hai cái cọng dây đỏ đen này mình sẽ hàn vào hai cái chân cộng trừ ở dưới mặt in luôn. Các bạn hàng phải cẩn thận, không có để hai chân nó chập nhau nha các bạn. Nó chập là nó sẽ bị mất điện, nó hư miếng nguồn này nha các bạn. Các bạn cứ hàng từ từ để cho hai chân nó tách rời ra. Và bây giờ mình sẽ hàn hai cái dây nguồn 5V đó các bạn lên cái vo công suất nha các bạn. Thì cái dây đỏ là dây cộng mình sẽ hàn vào cái công tắc. Còn dây đen dây mát mình sẽ hàn vào mát nha các bạn. Còn hai cái dây công tắc cũ mình bỏ đi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cắm điện vào mình thử coi có vào điện không nha các bạn. Rồi, điện đã vào rồi đó các bạn. Mình sẽ chạm tay vào cái đầu vào xem nó có bị nhiễu không nha các bạn. Rồi, nó có tiếng nhiễu, vậy là nó đã tốt rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ ráp vào để mình cho tín hiệu vào thử nha các bạn.
Mình đã ráp vào xong rồi nè các bạn. Lo nhìn cũng nhỏ gọn, cũng đẹp lắm các bạn, nhưng mà không biết hát thế nào. Rồi mình bật công tắc nguồn lên nè các bạn. Rồi mình sẽ nói với máy tính nha các bạn. Đây, rắc mình cắm vào máy tính. Và bây giờ mình mở thử nha các bạn. Mình đã hát thử một chút, nghe cũng ok lắm các bạn. Âm thanh nghe cũng tốt so với cái tầm giá của nó nha các bạn. Cái loa nhỏ nó hát như vậy là cũng rất là ok rồi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn.